Đây này. Đây này. Thôi, không có chơi đâu, học bài thôi. Chào các em. Năm nay là đầu năm học mới, cô muốn tìm một bạn lớp trưởng để giúp lớp chúng ta đi lên. Bạn nào cảm thấy mình có khả năng, giơ tay lên. Dạ thưa cô, em xin phong làm lớp trưởng. Lớp trưởng là cần phải có sức khỏe. Ai trong lớp này hạ gục được tao thì gáy lên. Trời, cái thứ đàn ông vừa thô lỗ, vừa mạnh bạo như vậy á, sao mà làm được? Coi tôi nè. Muốn làm lớp trưởng ít nhất thì cũng phải như tôi, vừa xinh đẹp, vừa duyên dáng. Theo em á, lớp trưởng là phải hài hước. Mà em là người có khiếu hài hước nhất cái lớp này. Đây, để em kể cho mọi người nghe câu chuyện cười mà cười. Em kể một cái là mọi người cười bể bụng luôn. Chưa Diễm thấy mắc cười rồi. Đây em kể cho nghe là sáng nay em nghĩ là em tới lớp sớm nhất. Xong cái em đi tới cái em thấy mọi người quyên lớp ngồi hết trơn rồi. Thành ra em là người em là cái người mà tới trễ nhất cái lớp này luôn. Lớp này mai có khiếu hài hước. Ồn ào quá. Cái lớp hay là cái chợ? Bây giờ ai làm lớp trưởng đứng lên cho tôi. Chính là em. Em hả cô? Cô mong Vi năm nay sẽ dẫn dắt lớp chúng ta được nhất khối. Giờ vui ghê ha, giờ này lo chơi caro. Có muốn mấy cô? No, no, no. Đưa tôi chơi cho thì mình coi như không sao. Còn tai nghe phát sáng không? Phòng tôi kìa cô rơi, coi chừng đi. Cô kìa rồi bị cho lần hai. Kìa cô vô. Tao biết hết nha. Cô mời em lên quỳ, rồi cô mời em nào lên. Thôi mời bạn Vi làm gương. Mình ghi vào vô chân, vén vén tóc lên, ghi bùa lưng bùa lưng. Cô đi lên trên thì mình xem trên lưng nhau, còn cô đi bên dưới dơ dò lên. Bà Vi nhìn đi đằng kia, hai thằng giành nhau một con, vì yêu đương mấy anh đánh nhau. Ngon rồi, ngon ngon rồi, nè hai em sao giận nhau, cho mời phụ huynh liền đi. Em lấy cô có sư phít tí, cô cũng rồi tha tụi em. Hôm nay tôi là dream, treo quà furry tôi cho anh luôn. Đồng hồ rồi cây thước, cứ khâm mình quà cho tôi. Tôi cho thêm khăn nha, ai cần thì tôi cho thêm ghi luôn. Kì cô tới. Thôi lần sau mình like. Ú a, à, dám ăn trong giờ văn. Cốc xoài, mâm tôm ôi đồ chua. Cho Vi năm nay, nhưng mà qua năm cho Vi ôm đi. Còn lâu Vi mới ôm, Vi là number one. Cả lớp tập trung. Hôm nay tôi có một thông báo rất là quan trọng với các em. Tôi chịu hết nổi các em rồi. Ngay bây giờ sẽ có thầy giáo viên chủ nhiệm mới. Xin mời.
ơi, thầy Đức. Vừa mới săn được đó, để tôi chỉ cho. Đầu tiên, mọi người hãy mua lớp sữa Fisty và lấy mã sau màn co này. Sau đó, lên fisty.vn, nhập mã vào ô này. Yeah. Mỗi mã sẽ được tích điểm hoặc trúng vòng quay trúng ngay để săn bảo bối đó nha. 12 điểm, mọi người sẽ đổi được đồng hồ phát sáng. 24 điểm, đổi được tai nghe phát sáng. Còn máy chụp hình lấy liền hay xe chuột siêu tốc phát nhạc phun hơi nước thì phải được vòng quay chúng ngay mới có cơ hội để săn đó nha. Vi đặc biệt tặng cho mọi người mã code độc quyền TV Fisty nè, đảm bảo 100% trúng luôn. Săn xong rồi, mọi người đừng quên đăng nhập để lưu lại thông tin đó.